Kính thưa quý vị, ngày nay với sự gia tăng về thu nhập cũng như ý thức người tiêu dùng được cải thiện, xu hướng tiêu dùng xanh đã dần trở nên phổ biến hơn. Cụ thể, tại Việt Nam thì người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến sản phẩm tốt cho sức khỏe và ít tác động đến môi trường. Chính vì vậy mà thị trường dành cho các sản phẩm xanh đang dần mở rộng. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm Đài Loan Taiwan Expo 2018, các doanh nghiệp Đài Loan đã giới thiệu các sản phẩm công nghệ xanh chất lượng cao tại gian hàng sản phẩm xanh Đài Loan. Dưới đây là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Khu vực sản phẩm xanh Đài Loan do Văn phòng Dự án Thương mại Xanh của Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề bảo vệ môi trường xanh quy hoạch riêng cho triển lãm tại Việt Nam lần này. Đây là nơi tập kết các nhà sản xuất lớn, sản phẩm chất lượng cao của Đài Loan với chủ đề là Thành phố thông minh bảo vệ môi trường xanh, thể hiện năng lực nghiên cứu sáng tạo và thực lực khoa học công nghệ của ngành công nghiệp xanh Đài Loan. Thu hút đông đảo khách tham quan là gian hàng của Global International Energy Saving, doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm sơn phản quang Impulse, sản phẩm giúp cho các tòa nhà tránh các bức xạ mặt trời và nguồn phát nhiệt, giữ cho nội thất luôn mát mẻ và tươi mới. Với thế mạnh về nghiên cứu và phát triển R&D, sơn phản quang Impulse được thiết kế phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng, đặc biệt trong môi trường Việt Nam. Bạn biết đó, vấn đề nóng lên toàn cầu đang là vấn đề chung và được nhiều nước quan tâm. Chính vì vậy, việc sử dụng các nhiên liệu, sản phẩm xanh, thân thiện là một phần để bảo vệ môi trường tất yếu mà các quốc gia đang hướng tới. Sản phẩm sơn phản quang Expo của chúng tôi không chỉ giúp cho các tòa nhà tránh được các bức xạ mặt trời và còn có độ bền chắc theo thời gian, giúp tiết kiệm chi phí rất nhiều. Khí hậu nóng ẩm, Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Đến với triển lãm lần này, công ty Autotronic Enterprise đã giới thiệu sản phẩm cảm biến chất lượng không khí SAQ200, sản phẩm được thiết kế để đo chất lượng không khí. Với tích hợp giải pháp đa cảm biến được hiệu chỉnh, dữ liệu sẵn sàng để sử dụng, đảm bảo giám sát chất lượng không khí bên ngoài ở bất cứ nơi nào. Tôi nghĩ vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề của riêng quê hương chúng tôi hay Việt Nam, mà là của chung tất cả các quốc gia. Sản phẩm chúng tôi nhằm vào các nhu cầu thực tế hàng ngày của người tiêu dùng. Sản phẩm sẽ nhận thông tin các chỉ số về độ ẩm, bụi, nhiệt độ và truyền tải các thông tin này đến mạng liên kết. Và sau khi tiếp nhận các thông số, máy sẽ tiến hành phân tích và cho chúng ta biết được môi trường chúng ta đang có những vấn đề gì. Các sản phẩm xanh của doanh nghiệp Đài Loan đưa đến người tiêu dùng thông qua 3 chủ đề chính. Một là thúc đẩy năng lượng tái tạo carbon thấp bằng sự đổi mới và công nghệ. Hai là cung cấp cho Việt Nam các giải pháp sản xuất xanh. Ba là trưng bày các vật liệu xây dựng xanh để tạo tiếng vang cho lối sống xanh. Tại khu triển lãm năng lượng xanh thấp carbon, một sản phẩm nổi bật được trưng bày là mô đun năng lượng mặt trời CIGS của Enterprise Solar Corporation. Sản phẩm có các ưu điểm là không PID, không LID, hiệu ứng độ bóng thấp, hệ số nhiệt độ thấp nhất và đáp ứng tốt nhất với điều kiện ánh sáng yếu. Với lợi thế về giá thành, phương pháp thi công, độ bền chắc, đặc biệt là hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn xanh, sản phẩm đã được áp dụng rộng rãi cho các dự án thương mại và nhà máy PV quy mô lớn ở các nước châu Âu. Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã có những tìm hiểu về thị trường của các bạn. Hiện tôi biết, đã có các chương trình về tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững của chính phủ các bạn và năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng rất dồi dào. Vì vậy, việc tận dụng là cần thiết. Ưu điểm của sản phẩm chúng tôi là có khả năng hấp thụ và tích tụ năng lượng mặt trời cao để khi trời không có ánh nắng vẫn có đủ năng lượng để sử dụng. Bên cạnh đó, giá cả phải chăng cũng là một lợi thế của chúng tôi. Triển lãm sản phẩm xanh Đài Loan năm 2018 tại SECC do Văn phòng Dự án Thương mại Xanh tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan chung tay với Việt Nam trong việc đưa ra các giải pháp để giải quyết những thách thức về môi trường và hướng đến lối sống xanh. Đây là chặng dừng chân thứ ba của các doanh nghiệp công nghệ xanh Đài Loan, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác và phát triển thị trường thuộc chính sách hướng Nam mới của Đài Loan đến các nước Đông Nam Á và Ấn Độ vừa qua. Sau đó sẽ lần lượt tổ chức tại Thái Lan và Malaysia vào tháng 8 và tháng 10.